danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app tải ngay app danh. Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với khóa học hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa thuộc cuốn sách Công nghệ lớp 7, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ngày hôm nay chúng ta sẽ sang chương 4, chương về thủy sản. Chúng ta sẽ tìm hiểu bài 14, giới thiệu về thủy sản. Thủy sản là gì? Có những loại thủy sản nào? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với phần A, hoạt động mở đầu. Trả lời câu hỏi hoạt động mở đầu trang 70, bài 14. Động vật thủy sản gồm những loài nào? Chúng có vai trò gì đối với đời sống con người? Cần phải làm gì để khai thác và bảo vệ nguyên liệu hiệu quả nguồn lợi thủy sản? Chúng ta sẽ suy nghĩ để trả lời những ý trong câu hỏi này như sau. Động vật thủy sản gồm thủy sản đặc sản và thủy sản có giá trị xuất khẩu. Thủy sản đặc sản gồm tôm hùm, cá song. Thủy sản có giá trị xuất khẩu là cá tra, cá ba sa. Vai trò của động vật thủy sản đối với con người, đầu tiên là cung cấp thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao cho con người. Thứ hai, cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu. Số 3, cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. Số 4, tạo công việc cho người lao động. Số 5, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho con người. Số 6, góp phần khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đó chính là vai trò của động vật thủy sản. Vậy thì để khai thác và bảo vệ hiệu quả nguồn lợi thủy sản, chúng ta sẽ cần đầu tiên xây dựng khu bảo tồn biển, bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái và phát triển nguồn lợi thủy sản. Thứ hai, hạn chế đánh bắt gần bờ, mở rộng khai thác xa bờ. Số 3, thả thủy sản quý hiếm vào nội thủy, vũng và vịnh ven biển nhằm tăng nguồn lợi, ngăn chặn giảm sút lưu lượng trữ quý thủy sản quý hiếm. Số 3, cấm đánh bắt bằng hình thức có tính hủy diệt. Số 4, là bảo vệ môi trường sống của thủy sản. Đó chính là một số biện pháp để khai thác và bảo vệ hiệu quả nguồn lợi thủy sản. Chúng ta sẽ bước sang phần 1 la mã, vai trò của thủy sản. Chúng ta sẽ theo dõi câu hỏi trang 70. Em hãy quan sát hình 14.1 trên màn hình và nêu vai trò của thủy sản tương ứng với mỗi ảnh trong hình dưới đây. Dưới đây chúng ta sẽ thấy rất nhiều những loại thủy sản và nguyên liệu để nuôi loại thủy sản này. Chúng ta sẽ có thể kể đến như sau. Ở hình A, cung cấp thực phẩm cho con người. Hình B là những con thủy sản phục vụ vui chơi, giải trí. Hình C là cung cấp nguồn hàng cho xuất khẩu. Hình D là bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nào, chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần 2, một số loại thủy sản có giá trị kinh tế cao. Các em sẽ theo dõi hình 14.2 trên màn hình. Sử dụng các từ sau đây như là tôm thẻ chân trắng, cá tra, cá song, cá lăng, cua biển, tôm hùm để ghép tên các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao của Việt Nam và từng ảnh sao cho phù hợp. Hình này chúng ta có 6 loại con thủy sản, chúng ta sẽ tìm hiểu như sau. Hình A là con cá tra, hình B là cá song, hình C là cá tôm thẻ chân trắng, giống như con tôm. Hình D là cua biển, hình E là con tôm hùm, hình G là con cá lăng. Đó chính là tên gọi của 6 loại thủy sản ở trên màn hình. Chúng ta sẽ bước sang phần 3, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi khám phá trang 71. Hãy nêu những hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản mà em biết. Ý nghĩa của các hoạt động đó là gì? Chúng ta sẽ trả lời như sau. Những hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đó chính là tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho con người trong nước và xuất khẩu, giúp ngư dân bám biển, vừa phát triển kinh tế vừa gắn với biển đảo chủ quyền. Chúng ta sẽ tìm hiểu câu hỏi khám phá trang 72. Nêu những việc nên làm, những việc không nên làm để bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu những việc nên làm như sau. Chúng ta cần xây dựng khu bảo tồn biển, bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái và phát triển nguồn lợi thủy sản. Số 2 là chúng ta sẽ thả thủy sản quý hiếm vào nội thủy, vũng vịnh ven biển nhằm tăng nguồn lợi, ngăn chặn giảm sút trữ lượng thủy sản quý hiếm. Số 3 là chúng ta bảo vệ môi trường sống của thủy sản. Và những việc chúng ta không nên làm đó chính là chúng ta không nên đánh bắt gần bờ, mở rộng khai thác ra bờ. Chúng ta sẽ không nên đánh bắt bằng hình thức có tính hủy diệt. Chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần 4 là mã bảo vệ môi trường nuôi thủy sản. Chúng ta sẽ theo dõi câu hỏi trang 72. Hãy đề xuất những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ môi trường nuôi thủy sản ở gia đình, địa phương em. Câu hỏi này chúng ta sẽ trả lời như sau. Chúng ta sẽ kẻ bảng. Ở gia đình em, việc nên làm là chất xử lý chất thải của gia đình một cách tốt nhất. Chúng ta sẽ quản lý ao nuôi của gia đình. Còn việc không nên làm là chúng ta sẽ không thể sử dụng kháng sinh. Ở địa phương, việc nên làm
là chúng ta lưu ý đến nguồn nước chung của địa phương. Chúng ta sẽ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào vật nuôi trồng thủy sản. Chúng ta sẽ khuyến khích người dân sử dụng chế phẩm sinh học. Chúng ta tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức trong bảo vệ môi trường nuôi thủy sản. Việc không nên làm là chúng ta không nên sử dụng hóa chất như là những loại thuốc mang tính chất hóa học. Chúng ta sẽ cùng cô bước sang phần C, phần luyện tập và vận dụng, tìm hiểu câu hỏi luyện tập 1 trong 72. Em hãy trình bày vai trò của thủy sản và cho ví dụ minh họa liên hệ với thực tiễn ở địa phương em. Câu hỏi này chúng ta sẽ trả lời như sau. Vai trò của thủy sản chúng ta có thể kể đến có rất nhiều vai trò. Đầu tiên là cung cấp thực phẩm có hàm lượng chất dinh dưỡng cao như tôm hùm, cá song. Thứ hai là cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu cá tra, cá bát sa. Thứ ba là cung cấp thức ăn cho chăn nuôi có thể kể đến, đó chính là bột từ cá. Thứ tư đó chính là tạo công việc cho người lao động. Người lao động được làm công việc chế biến cá để xuất khẩu. Số 5 là đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho con người. Đó chính là những con cá koi để làm cảnh. Số 6, vai trò góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo lãnh thổ của Việt Nam là hút bán địa bàn đánh cá thủy sản. Đúng không nào? Chúng ta tìm hiểu câu hỏi luyện tập số 2. Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cần phải thực hiện những biện pháp nào, vì sao? Chúng ta sẽ trả lời như sau. Một số biện pháp cần đó chính là xây dựng khu bảo tồn biển, bảo vệ, phục hồi vệ sinh thái và phát triển thủy lợi, thủy sản. Chúng ta đã hạn chế đánh bắt gần bờ, mở rộng khai thác xa bờ. Chúng ta sẽ thả thủy sản quý hiếm vào nội thủy, vũng và vịnh ven biển nhằm tăng nguồn lợi, ngăn chặn giảm sút trữ lượng thủy sản quý hiếm. Chúng ta cấm đánh bắt bằng hình thức có tính hủy diệt. Chúng ta cần bảo vệ môi trường sống của các loại thủy sản. Cô cùng các em bước sang câu hỏi mang tính chất vận dụng trang 72. Kể tên một số loại thủy sản có giá trị kinh tế cao ở địa phương em. Chúng ta sẽ có thể kể đến ở địa phương mình có những loại thủy sản như là tôm hùm, cua biển, cá tra và cá lăng và rất nhiều những loại quý hiếm mà tùy từng địa phương chúng ta sẽ khai thác và sử dụng. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp là những đề xuất những biện pháp nên làm, không nên làm trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Chúng ta sẽ tìm hiểu những việc nên làm là khi xây dựng khu bảo tồn biển, chúng ta thả thủy sản quý hiếm, chúng ta bảo vệ môi trường sống. Những việc không nên làm là không nên đánh bắt gần bờ hoặc mở rộng khai thác xa bờ, và chúng ta đánh bắt không nên bằng hình thức hủy diệt. Câu hỏi vừa rồi đã khép lại bài học ngày hôm nay. Cô cảm ơn các em đã lắng nghe và theo dõi. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở trong những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.